Hà Thanh Xuân hé lộ cuộc sống một mình gây xót xa, vua các con miễn cưỡng thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Những ngày qua, cư dân mạng liên tục xôn xao trước tin đồn rạn nứt hôn nhân giữa vua các con Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân. Ở tâm bão dư luận, nữ ca sĩ mới đây đã có động thái gây chú ý, ẩn ý cô đơn nhưng vẫn rất vui. Hà Thanh Xuân và vua các con mới kết hôn được hơn 10 tháng với một đám cưới còn lãng mạn hơn cả phim Ngôn Tình khiến nhiều người hâm mộ. Nếu thời gian đầu cả hai thường xuyên đăng ảnh mặn nồng thì hiện tại vua các con đã khóa Facebook cá nhân có nhiều ảnh của hai vợ chồng. Trong khi đó, Hà Thanh Xuân lại liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý. Hiện tại, Thắng Ngô đang tiếp tục ở Việt Nam để lo công việc kinh doanh, còn Hà Thanh Xuân thì thực hiện nhiều show diễn tại Mỹ. Dù vua các con Thắng Ngô đã lên tiếng trả lời những tin đồn trên mạng xã hội không liên quan đến vợ chồng ông, thế nhưng cư dân mạng vẫn không khỏi đoán già đoán non trước nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi quả thực đang gặp trục trặc hôn nhân. Mới đây, Hà Thanh Xuân tiếp tục khiến người hâm mộ hoang mang khi ẩn ý bản thân cô đang làm mọi việc đều một mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định bản thân vẫn sống vui, sống khỏe. Cụ thể, đăng ảnh đi thu âm, Hà Thanh Xuân viết: "Sáng đi nha sĩ, chiều đi thu âm, quả thật hát là em vui nhất." Phía dưới bình luận, nhiều khán giả khen nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp, đáng chú ý trong một đoạn clip bên kênh TikTok chính chủ của Hà Thanh Xuân. Vua các coi đã để lại bình luận trái tim cho bà xã, nữ ca sĩ cũng đáp lại chồng mình bằng hình ảnh tương tự. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng cả hai thể hiện tình cảm khá gượng gạo, thậm chí vua các coi còn bị nói là đang miễn cưỡng để làm tròn nhiệm vụ của người chồng hơn là quan tâm vợ trẻ. Có thể nói, dù khá thường xuyên cập nhật công việc và hoạt động cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội, song kể từ đầu năm 2023, Hà Thanh Xuân không còn đăng tải những khoảnh khắc có ông xã ở bên như trước đây, kể cả dịp Tết hay những ngày lễ như 14 tháng 2 hoặc 8 tháng 3. Cô hầu như chỉ đăng ảnh một mình, cũng không nhắc gì đến chồng. Ngoài ra, hồi tháng 2 năm 2023, Hà Thanh Xuân chia sẻ về kế hoạch sửa sang nhà cửa nhưng lại cho biết các công việc này mình hoàn toàn chịu trách nhiệm mà không có bóng dáng đàn ông. Phụ nữ ở Mỹ không có gì là không thể, cả tuần này dành thời gian sửa nhà và thay đổi ít đồ furniture, làm mới cho không gian ở nhà, cái gì cũng muốn mua, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân. Tiếp đó, trong một livestream trò chuyện với người hâm mộ, Hà Thanh Xuân cũng đề cập lại chuyện tự sửa nhà. Phụ nữ ở Mỹ cái gì cũng làm được hết, không có gì khó cả, quan trọng là mình cố gắng, là mình thực hiện được hết. Hà Thanh Xuân cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã làm được. Tuy nhiên, khi khán giả được thắc mắc về sự vắng mặt gần đây của Thắng Ngô, cô không có động thái trả lời mà tập trung giải đáp các câu hỏi khác. Không những vậy, mới đây nhất, tối ngày 12 tháng 3, nữ ca sĩ cũng đăng lên trang cá nhân một trạng thái khá ẩn ý, thể hiện cuộc sống của mình giờ chỉ có đam mê ca hát mà không còn chỗ suy nghĩ cho những chuyện khác. Nữ ca sĩ viết: "Kiếp cầm ca, cuộc sống của em đã dành hết cho âm nhạc. Xin cảm ơn ân nhân khán giả của Xuân luôn bên Xuân mỗi ngày. Would never." Với dòng trạng thái này, không ít dân mạng càng xôn xao bàn tán về ồn ào giữa cô và chồng doanh nhân. Theo những gì cô viết, dân mạng cho rằng Hà Thanh Xuân hiện tại ngoài âm nhạc ra thì không còn gì đáng để cô bận tâm, kể cả hôn nhân. Trước đó cũng có lần Hà Thanh Xuân tâm sự rằng cô cũng có lúc buồn chứ không phải luôn vui vẻ như trên mạng xã hội. Khi buồn nhất, cô sẽ ngồi thiền và chờ tâm trạng ổn định trở lại mới xuất hiện. Bởi nữ ca sĩ luôn muốn mang năng lượng tích cực đến với khán giả,